Ta-da! Đây là Marshall Stanmore 2. Con loa với mức giá góc nhìn của mình thì tầm dưới 10 triệu là một trong những con loa đẹp nhất mà nó phù hợp nhất với cái nhu cầu nghe nhạc nhẹ. Đó. Đương nhiên là con Marshall nó không phải là hướng đến mấy anh em mà thích bát nhiều, bát bổng theo kiểu dạng bát ăn cơm cực kỳ nhiều, toàn bát các thứ ấy. Okay. Thì lúc đấy các bạn có một vài lựa chọn kiểu đến từ Harman Kardon, dòng Onyx Studio các thứ, hoặc là rất nhiều những mẫu thiên về cái giải bát rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây lại là một cái con loa nó mang hơi hướng kiểu retro, cổ điển, nó đẹp. Và quan trọng là cái chất âm của nó lại phù hợp với rất nhiều cái kiểu nghe khác nhau. Đó, mình đã lựa chọn nó và đây vẫn là cái con loa trên cái góc làm việc chính của bản thân mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về trải nghiệm của bản thân về em loa này nhé. Đồ chơi công nghệ mà, yên tâm, mình sẽ làm tất cả những thứ có thể. Bắt đầu nha. Rồi, cái điều đầu tiên mà mình tin chắc là phần lớn mọi người thích loa Marshall chắc chắn nó sẽ đến từ cái thiết kế của nó. Ui, các bạn nhìn quả mặt trước này, nhìn vào phát logo Marshall đấy, sau cái quả mặt đan lưới này, chất lượng đúng không? Sau rồi cái viền bên dưới này, đó, nó được làm kiểu màu đồng đồng lên thế, nhìn rất là đẹp. Mà kiểu quay rộng ra một chút xíu á, các bạn để thấy khi mình xét vào cái góc chỗ này, ui, nghĩ gì nữa, nó cứ phải gọi là đẹp nguyên cả cái góc này lên luôn đúng không các bạn? Nói chung là với cái thiết kế của loa Marshall á, nó khá là giống nhau giữa rất nhiều thiết bị. Ví dụ đây là Stanmore 2 đúng không? Lên những dòng cao hơn như Warburton 2 cũng thế, hay một vài những cái dòng kiểu sách tay, ví dụ như Stockwell 2, hay một vài những cái dòng kiểu như Acton 2 rồi Oak Bridge các thứ á, nó vẫn là cái kiểu thiết kế như này, nó chỉ khác nhau một chút xíu, ví dụ như là vuông này, hay là dài này, là cao hơn hay là như thế nào thôi. Nói chung là cái kiểu thiết kế như này nó rất là tạo hình và nhìn vào một cái biết đấy là loa của Marshall. Và có một cái mình thấy rất là hay á, đó là cho dù ở cái dòng sản phẩm như thế nào chăng nữa thì cái thiết kế này nó vẫn là một cái đặc trưng và Marshall quyết định giữ lại. Tức là họ sẽ không phân biệt cái kiểu cái loa đâu đó tầm khoảng 4-5 triệu hay là loa tầm khoảng mười mấy triệu. Nó cũng kiểu như nhau về cái mặt thiết kế nên rõ ràng đây vẫn là một trong những cái mình rất là thích để mà các bạn có thể đề co góc trang trí, góc nào cũng rất là đẹp. Mà đấy còn chưa kể cái kiểu thiết kế như này, các bạn có đặt ở bên cạnh tivi cũng ok, các bạn đặt góc làm việc như này cũng ok, các bạn đặt bên cạnh góc máy tính cũng đều ok hết. Các bạn vào cái group Marshall Community ấy, các bạn thấy rất nhiều anh em setup những cái góc với loa Marshall đẹp lắm. Nói chung là ưng về cái thiết kế là cái điều đầu tiên. Cái ưng thứ hai á, quay gần vào đây, đó là cái điều chỉnh nhanh ở phía bên trên này. Thề mình đặc biệt thích những cái loa kiểu như vậy luôn. Mình muốn to nhỏ mình chỉ cần xoay ở đây một cái là xong. Đó, mình muốn điều chỉnh bass treble các thứ gì đó mình chỉ cần xoay ở đây một chút xíu là xong. Đó, hay là tắt bật vào đây một cái, tạm dừng các thứ, ấn vào đây một cái là xong. Hay thậm chí bên trên này mình có luôn cái cổng AUX này, cắm tai nghe 3.5mm vào cái, ok thế là xong. Hay thậm chí đây, những cái mode chuyển, mọi thứ tất cả ở đây nó điều khiển một cách cực kỳ nhanh luôn. Và đây là một cái yếu tố quan trọng để giúp, ví dụ như là cái góc làm việc của mình đúng không, là mình làm việc chung với rất nhiều anh em khác, anh em editor, vợ mình làm văn phòng các thứ ở đây, đôi khi mình nghe nhạc mà ảnh hưởng đến cho mọi người nhiều quá, mình xoay vội cái thế là tắt ngay vào luôn đấy, nó tiện kinh khủng luôn. Với nhiều mẫu loa khác mình phải bấm nút cái thứ gì đấy, phải bấm cái thứ gì nó lằng nhằng, vẫn biết là ví dụ kết nối đến máy tính thì bấm trên máy tính nó cũng nhanh thôi, nhưng mình vẫn thích cái thao tác trên cái loa này, nó tiện hơn rất là nhiều. Và đây là một trong những cái mà nói chung là khá là ổn. Đặc biệt đấy còn chưa kể chỉnh bát chép ngay trên thân loa. Ngoài con này ra mình chưa tìm được con nào có cả gì cả. Đúng không các bạn? Ok. Rồi, bây giờ nói về cái chất âm nhá. Thì đây cũng là một trong những cái lý do chính để mình mua con loa này. Cái loa này như mình đã nói nó thiên về nhạc nhẹ. Và nhạc nhẹ nghĩa là gì? Các bạn nghe pop, các bạn nghe bolero, các bạn nghe những cái bài nhạc thể hiện giọng hát của ca sĩ ấy. Thì đây là một con loa nói chung là vừa miếng. Con này thì dưới 10 triệu thì đương nhiên cái chất âm của nó chỉ mức gọi là tầm tầm. Các bạn không thể nào đòi hỏi được một chất âm thực sự là quá hay, quá bùng nổ. Mà nó lại có một cái loa đơn, chứ không phải là cái hệ thống loa hai kênh kiểu 2.1 các thứ gì đó chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ bị giới hạn lại một vài thứ. Cái quan trọng là nó phù hợp với nhu cầu. Đó, mình thì sử dụng cái loa này làm gì? Thứ nhất là mình nghe lại những cái video của bản thân mình. Các bạn cũng hiểu là video của mình là video review. Thì nó phải thể hiện cái giọng của mình làm sao tốt nhất có thể. Cái loa này thể hiện rất tốt cái điều đó. Đương nhiên cái âm bass của nó thì sẽ không thực ngon giống như là mấy con Harman Kardon. Nghe nó sẽ không được kiểu kích thích não, nghe nó không kiểu cái bùng nổ giống như một vài những con loa chuyên tập trung vào cái âm bass rất là nhiều. Thế nhưng mà nó lại kiểu nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ nghe. Và khi mà mình ở trong một cái môi trường văn phòng như này này, thì cái thể loại nhạc của mình hay mở đấy những thể loại nhạc nhẹ, lo-fi, chill, hoặc là những cái thể loại nhạc nói chung là nó cũng kiểu nhẹ nhàng thôi, kiểu du dương, chill một chút xíu để mà anh em có thể cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình làm việc. Các bạn ấy edit video, các bạn cameraman quay, chứ vợ mình ngồi bên cạnh này để nghe ấy, thì những cái thể loại nhạc đó nó dễ nghe hơn.
Chứ trong một cái văn phòng như thế này không có ai mở mắc volume lại bật nhạc sàn đùng 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 đoàng lên cả. Thà như thế đi, ok. Thế nên rõ ràng cái loa này nó vừa phù hợp với cái việc đấy là mình set up trong một cái góc rất là đẹp. Nó vừa phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của bản thân mình, đấy là nghe giọng, xem video review, nghe giọng mình này, giọng rất nhiều các bạn khác để mình tham khảo thông tin các thứ gì đó chẳng hạn, hay là mở nhạc nhẹ thì nó cũng thực sự rất là phù hợp luôn đó. Thế thì các bạn nghĩ sao? Cái vấn đề đó là loa Marshall thì có rất nhiều người hay nói là nó bị hyper về giá quá, tức là giá nó quá cao so sánh với cái trải nghiệm âm thanh nó mang lại. Nhưng mà rõ ràng bao nhiêu, cái hồi mình mua cái loa này khoảng tầm 8 triệu, thì 8 triệu thiết kế đẹp nó là một cái điểm cộng, trải nghiệm sử dụng ok nó cũng là một cái điểm cộng tiếp theo, cũng như cái chất âm của nó phù hợp thì đấy cũng là một trong những cái quan trọng để nó hướng đến những đối tượng khách hàng kiểu dạng như là mình, cũng như là rất nhiều anh em khác thích Marshall. Tuy nhiên thì con này cũng phải lưu ý nhé, mình mua là mua hàng chính hãng, có full VAT Hà Nội, thế nên là không bao giờ lo hàng fake. Con này thì mình mua tại Selfnet. Tuy nhiên thì rất nhiều anh em hay chia sẻ đấy là mua cái loa Marshall này thì rất dễ gặp cái hàng fake. Đó, hàng fake nha các bạn nhá. Tất cả những chi tiết như này nó làm rất là giống. Tuy nhiên thì hàng fake thì chắc chắn là chất lượng nó sẽ kém hơn này, rồi những cái hoàn thiện sản phẩm sẽ kém hơn, cũng như là trải nghiệm âm thanh nó rất là tệ. Thế nên nếu như các bạn mua cái loa này mà mua loa mới á, xem xong video này thích quá mà mua chẳng hạn, thì các bạn ấy, lời khuyên của mình là mua tại những đại lý chính hãng bán hàng công ty. Nó sẽ đắt hơn một chút xíu so với hàng sách tay trôi nổi, nhưng mà nó yên tâm. Nói thẳng ra là như thế. Tự nhiên bỏ ra tầm 7-8 triệu, 8-9 triệu rồi thêm vài trăm nghìn triệu bạc nữa để mà lấy sự yên tâm bảo hành chính hãng thì nó ok hơn. Đấy là quan điểm của bản thân mình, còn bạn thích thì có thể theo, hoặc nếu không các bạn cảm thấy là mua hàng sách tay những chỗ uy tín mà các bạn cảm thấy tin tưởng được thì các bạn cứ mua thôi, tiền trong tay của các bạn mà. Ok nhá. Rồi, tóm lại thì đây là lựa chọn của mình, Marshall Stanmore 2, một trong những loa tốt nhất giá dưới 10 triệu đối với góc nhìn của bản thân mình. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên để lại một like, comment, và nếu thấy video này hay và muốn đón chờ những video tiếp theo thì bấm nút subscribe nhé. Đồ chơi công nghệ làm tất cả những thứ liên quan đến đồ chơi. Bye.